đứng lại. Bà là ai? Mẹ là mẹ của con đây mà. Mẹ, bà đứng lại. Bà nói chuyện với các con một tí thôi. Con đi đây. Về nhà đi. Cho mẹ vào nhà nhé. Cho con ngồi lên này, con ngồi lên này. Đây, đây bác nhá. Ê, bác trông cháu bác đùa đó. Cho em đấy. Hư lắm, tạm không nghe thôi. Con buồn ngủ á? Con ở với bác nhá. Con ở với bác cho mẹ dẫy vườn nhá, dẫy chân này nhá. Con ơi. Con. Con phải tu không con? Bà đứng lại. Bà là ai? Con. Mẹ là mẹ của con đây mà. Mẹ sống của con đây. Tôi không có mẹ. Mẹ xin lỗi con. Mẹ tôi đã bỏ tôi đi từ lâu rồi. Mẹ hối hận lắm rồi. Mẹ xin lỗi con. Tôi không có mẹ. Bà đứng lại. Mẹ tôi đã bỏ tôi đi từ lâu rồi. Giờ bà mới về tìm tôi làm gì? Tôi không có mẹ. Mẹ hối hận lắm rồi con ơi. Cho mẹ xin lỗi. Bà không phải giải thích nữa. Bà đã bỏ chị em tôi với bố tôi đi một hai chục năm nay rồi. Giờ bà mới quay lại nhận tôi. Giờ mẹ phải làm sao đây con ơi? Cho mẹ xin lỗi. Bà không có lỗi lầm gì cả. Bà đi bà bỏ mẹ con, bỏ bố con tôi. Bây giờ bà mới mấy năm nay rồi, giờ bà mới về tìm. Con, mẹ xin lỗi. Bà đứng lại. Cho mẹ xin. Bà đứng lại. Con ơi, mẹ cùng con nói khổ riêng cho nên mẹ mới bỏ chúng con, bố con chúng con đi. Mẹ đừng nói nữa. Bà có biết không? Năm tôi 12 tuổi, bà nói với chị em tôi, con ở nhà ngoan nghe lời bố.
mẹ hãy đi kiếm tiền để về nuôi các con. Mà đến bây giờ các con lớn khôn thì xây dựng gia đình rồi, bà mới quay trở lại tìm tôi. Bà quay trở lại tìm tôi làm gì? Bà đi đây. Con ơi, sao mẹ xin lỗi. Lúc đấy mẹ nghĩ không thông. Lúc đấy mẹ cứ nghĩ rằng mẹ đi ra đi vì cả gia cảnh nhà mình kia khó quá, vất vả quá, mẹ ra đi. Không ngờ mẹ không thể về được. Cho mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi các con. Bà không có một tin tức gì cho bố con tôi cả. Bây giờ bố tôi đã qua đời rồi, chị em tôi đã xây dựng gia đình hết rồi. Giờ bà mới quay trở. Em xin lỗi bố con anh. Còn em đã lúc này bà mới về. Bà còn biết là chúng tôi khổ sở như thế nào không? Ơi, hãy cho mẹ vào nhà với các con. Thôi. Cho mẹ thắp nến nhang cho bố con. Bà đi đây. Bà đứng lại, bà đi đi. Bà đừng quay trở lại tìm mẹ con, bố con tôi nữa. Mẹ ân hận quá con ơi. Bà con đi ơi, con ơi hãy nói với em con cho mẹ ở lại. Bà đi con đi ơi, mẹ xin bà lỗi. Quay trở lại nữa. Bà biết chị em tôi khổ sở thế nào không? Sau khi bà bỏ đi từng mấy năm không một tin tức gì cho mẹ, cho chị em tôi và bố tôi cả. Mẹ biết rồi, mẹ rất sai rồi, mẹ quá sai rồi. Mẹ xin lỗi các con, mẹ sai lắm rồi. Bây giờ hoàn cảnh của mẹ cũng không được thoải mái. Con ơi, hôm nay mẹ con cũng có thể về đây thăm con là một cái may mắn của mẹ rồi. Cho mẹ vào nhà. Bà đi đi. Bà đừng về đây tìm chị em tôi làm gì nữa. Bà đừng con... về đây làm gì nữa, chị ơi đi vào nhà mẹ đi xin chị. Con, cho mẹ vào nhà với các con mà. Bà đứng lại, bà đi đi. Cho mẹ vào nhà nói chuyện với các con một tí thôi. Không, bà đi đi, bà con... đừng vào nhà gì cả. Mẹ đã có cháu rồi. Cho mẹ vào nhà một tí. Bà đi đi. Con. Bà đi đi. Con, cho mẹ vào nhà mà. Bà đi đi. Bà đi đi. Bà đừng về đây khóc lóc làm gì nữa. Bây giờ mẹ phải làm sao để có con tha thứ cho mẹ đây con ơi. Bà biết làm sao, bà bỏ mẹ con tôi, bố con tôi từng mấy năm không một tin tức gì cả. Mẹ xin lỗi mà, cho mẹ xin lỗi mà. Bà biết mẹ con tôi, bố con tôi với lại chị em tôi vất vả như thế nào không? Cho mẹ vào nhà đi, mở cửa cho mẹ vào nhà đi. Bà đi đi, tôi là bảo bà đi là bà đi đi. Cho mẹ vào nhà nói chuyện để mẹ giải thích cho con hiểu mà con. Tôi không có một người mẹ như thế. Bà đi đi. Tôi mẹ nhớ nghĩ các là con bà sẽ về tìm tôi. Mẹ nhớ các con lắm, cho mẹ vào nhà để mẹ nói chuyện với các con một tí thôi. Bà bỏ bố cho con tôi mà. Bà bỏ bố con tôi đi. Giờ mấy chục năm nay rồi. Mẹ biết rồi, mẹ biết nói rồi. Giờ bà mới quay trở lại thì quá muộn rồi. Cho mẹ vào nhà một tí con ơi. Mẹ biết nói rồi. Bà đi đi. Cho mẹ vào yêu cháu và mẹ một tí cơ. Bà đi đi. Anh ơi, em xin lỗi. Anh đã bỏ mẹ và con đến đi rồi à. Mấy chục năm nay bà không có một lời liên lạc gì đến bố con tôi cả. Con đời. Lúc nào tôi cũng mong ngóng chờ bà quay trở lại. Bây giờ mẹ đến thăm con được rồi con ơi. Mẹ nói là mẹ đi làm ăn một vài năm thôi mẹ sẽ về với các con. Lúc nào chị em tôi cũng ở nhà mong chờ bà trở về. Con ơi, cho mẹ vào nhà đi con. Con ơi, mẹ cũng có nỗi khổ riêng của mình con ơi. Cho mẹ vào nhà với con, với cháu của mẹ con ơi. Không có mẹ đâu, đi về nhà đi. Không có mẹ nữa rồi. Con ơi, mẹ cũng có mẹ, con cho mẹ giải thích, mẹ biết phải giải thích với ai.
Con ơi, cho mẹ vào nhà nhé. Cho mẹ vào nhà với con một tí nhé. Nhà đi. Lâu lắm rồi mẹ, hôm nay mẹ mới có cơ hội đến thăm các con. Ba đi về đi. Mừng mỏi bà bao nhiêu năm. Đến bây giờ được ngon một nay từng năm rồi bà mới quay trở lại. Bà đi đi. Không có bà chị em tôi vẫn sống tốt. Con ơi. Mẹ xin lỗi con. Cho mẹ vào nhà với con một tí nào con. Không. Con. Không mà đi. Con cho mẹ vào nhà một tí. Tôi không bao giờ có một người mẹ như thế này cả. Bà đi. Không phải đâu. Bà nói bà đi làm ăn, đi kiếm tiền để đi về cho chị em tôi được học hành. Không phải đâu. Vậy mà bà đi biến tích mấy chục năm nay. Biết bà biết chị em tôi khổ sở thế nào không? Không phải đâu. Nên bây giờ bà mới quay trở lại tìm thì quá muộn rồi. Rồi rồi, được rồi, mẹ xin lỗi con. Vậy nếu con không cho mẹ vào nhà được, vậy con khi nào con bình tĩnh lại mẹ sẽ đến thăm các con sau nhá. Mẹ đi đây. Mẹ. Con. Mẹ đừng đi nữa. Mẹ xin lỗi. Con đã thật sự cho mẹ rồi. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Cảm ơn các con của mẹ. Con ơi, cho mẹ xin lỗi nhá. Mẹ ơi, mẹ đi vào nhà. Rồi rồi, mẹ đi vào nhà với các con. Con cảm ơn các con rất là nhiều. Cảm ơn các con đã cho mẹ vào nhà và được sum họp với các con. Con mẹ cảm ơn lắm. Cháu của mẹ, cháu của bà. Cho bà yêu cháu một tí. Ơi thương quá, ơi thương quá. Làm sao? Mẹ đi bao nhiêu năm mà máu các con ở nhà mà đến bây giờ mẹ mới quay trở lại. Con mẹ cũng khổ lắm. Mẹ lúc đấy mẹ bảo là đi làm kiếm tiền để chăm lo cho gia đình mình. Nhưng khi đi ra bến xe rồi có người bảo mẹ là đi theo bác ấy để bác có công việc để làm, nhưng mà không ngờ mẹ lên xe rồi đã bị người ta dùng thuốc mê thì mẹ không biết gì hết. Các con ở nhà lúc nào cũng mong ngóng ra ngóng vào để chờ đợi mẹ về. Mà cũng chẳng thấy mẹ về. Một tin tức của mẹ cũng không có. Mẹ nghĩ đến cái giai đoạn này, xa cờ lỡ bước sang đến Trung Quốc, mẹ không biết tiếng, mẹ không biết nói chút cái gì hết. Bị người ta đánh đập mẹ sợ lắm rồi con ơi. Cả một lá thư mẹ cũng không viết về cho bố con. Con ơi, mẹ đã làm trâu làm ngựa để làm thuê cho người ta làm những làm ô xin, nhưng mà người ta không tôn trọng đâu. Nhưng mà rất may có một hôm mẹ đi ra chợ và được có một người Việt Nam nhìn thấy mẹ và được biết nói chuyện với mẹ. Và ông ấy đã cứu mẹ ra khỏi cái chỗ đấy con ạ. Và bác ấy cũng đã đem lòng mến mộ mẹ, nên bác ấy đã cứu mang mẹ và của mẹ với bác ấy đã xây dựng một gia đình làm ăn ở bên đấy. Nhưng mà cuộc sống không được dư giả lắm đâu con ạ. Mẹ đã có bố con ở nhà rồi, sao mẹ vẫn còn phải lập gia đình? Nhưng con phải hiểu rằng ở bên xứ người người ta, lúc đấy mẹ không biết nương tựa vào ai hết, về cũng không về được. Rất là khổ, rất là khó khăn.
Cho nên mẹ đã nhắm mắt, đã xây dựng gia đình với bác ấy ở bên Trung Quốc. Mãi về sau này mẹ mới có cơ hội để về Việt Nam và đến nhà, về quê hương mình để thăm các con. Nhưng không ngờ bố con đã ra đi vĩnh viễn, không thể gặp lại. Bà bỏ đi bao nhiêu năm, bà biết bố con vất vả thế nào không? Con ơi, cho mẹ xin lỗi các con. Cho mẹ xin lỗi các con nhiều lắm. Thôi mẹ nín đi, mẹ đừng khóc nữa. Thôi mẹ đừng khóc nữa. Mẹ còn sống, còn quay trở lại thăm các con là tốt lắm rồi. Mọi chuyện đã như thế rồi thì thôi, mẹ đừng nhắc lại làm gì nữa. Cảm ơn con. Cảm ơn con đã tha thứ cho mẹ. Mẹ nín thì mẹ không khóc nữa. Mẹ cảm ơn con nhé. May mắn là được con vẫn còn khỏe mạnh. Cảm ơn con. À, mẹ thu con ngủ. Mẹ thu con ngủ. Rồi mẹ không khóc nữa. Mẹ nín đi. Thế mà con à, chồng con đâu rồi? Chồng con có nhà riêng của chồng con rồi mẹ. Chồng con có người tình ở bên ngoài nên là con ly thân rồi, con ra đây con khác ở. Ôi ôi, sao lại dân gian nông nỗi thế con? Anh ấy có bồ ở bên ngoài nên là con với anh ấy cãi nhau nên là con ra đây khác ở, con ly thân với anh ấy. Ôi khổ con gái tôi quá. Thế tí ăn cơm, mẹ con mình ăn cơm xong là con phải đưa mẹ đi xem tận nhà cho thằng chồng con của con cho mẹ xem nhá. Không cần đâu mẹ, để anh ấy đi ạ. Vậy thì không được. Tí nữa ăn cơm xong bắt buộc con phải đưa mẹ đi đến tận nhà nó để xem là nó như thế nào, là để nó lại đối xử với con gái của mẹ như thế. Không ổn đâu, như thế là không ổn đâu. Bây giờ còn con còn nhỏ nữa, như thế thì một mình con làm sao mà chăm sóc được con? Con vẫn cứ bình thường, chăm sóc được bình thường. Mẹ con bây giờ con không nghĩ gì đến kệ anh. Lâu lâu anh ấy cũng vẫn ra đây thăm con. Lâu lâu thì anh cũng mang đồ, mang giếc ra. Nhưng mà anh cũng nói là tha thứ cho anh ấy, bảo mẹ con quay trở lại. Nhưng mà con không quay trở lại đâu mẹ. Thôi mẹ, kệ anh đấy đi. Vì anh ấy bây giờ anh ấy cũng biết hối hận rồi mẹ. Bởi vì người tình anh ấy phản bội anh đấy. Mang bầu thì không phải con của anh đấy. Bây giờ người tình anh ấy phản bội anh đấy thì anh ấy đã đuổi người tình anh đi rồi. Anh ấy ra đây anh cũng năn nỉ cho hai mẹ con quay trở lại. Nhưng mà mỗi một lần anh ra thì mẹ chồng lúc nào cũng ra theo sau chửi con rồi bảo không cho anh ấy ra. Rồi bảo con là không được quay trở lại với anh đấy. Còn buổi bây giờ còn có cái thể loại mẹ chồng như thế cơ á? Dạ vâng ạ, bà bảo là không muốn con cái mình hạnh phúc à? Muốn con trai bà đi lấy người mới để có con trai nối dõi tông đường cho bà ấy. Con đây thì đẻ con gái. Cái gì? Con nói gì? Bây giờ hiện tại bây giờ vẫn còn có cái cỡ mẹ chồng mà là đuổi con dâu không được cho con dâu với con trai mình được sống hạnh phúc à? Sao vậy thành thế? Thế thì không được, tí nữa với mẹ đi gặp dẫn bà gặp bà ta xem nó như thế nào, bà ấy là cái kiểu gì như thế này. Mẹ kệ bà đi, dù bà như thế nào con vẫn coi mẹ bà ấy như là một người mẹ chồng thôi con.
Mẹ lão lắm. Mẹ ạ. Thế á? Vâng. Thế thì không ổn đâu. Không ổn đâu. Ừ. Các con của mẹ đã sống khổ sở như thế rồi, còn có một bà mẹ chồng đáng lẽ là phải yêu thương con dâu con cái ở trong nhà đi, sao sao lại hành hạ con dâu con gái của tôi như thế. Tí nữa con không chịu được, tí nữa con phải đưa mẹ đi. Vâng. Để nói chuyện với bà ta như thế nào đã nhá. Vâng. Thôi mẹ, không phải làm to chuyện nữa. Con bây giờ con sống như thế này con cũng thấy dễ dàng hơn. Nhưng mà mẹ con cảm thấy không ổn lắm. Vì bây giờ hai đứa cũng con cũng đã có suy nghĩ là hàn gắn lại rồi. Nhưng mà mẹ chồng vẫn cứ cấm đoán như thế là không được. Tí nữa bắt buộc phải con phải đưa mẹ đi đến tận nhà mẹ chồng con để cho mẹ nói chuyện với mẹ chồng con một tí. Thôi mẹ, thế không được đâu. Không phải đi nữa đâu. Vì hạnh phúc của con gái mẹ, mẹ không thể chịu đựng được như thế. Bây giờ con, chị em con ở như thế này con mái hơn mẹ. Vâng, mẹ biết là như thế. Nếu nhưng con mà... về đấy mẹ chồng lúc nào cũng bênh con trai, lúc nào cũng hát hủ con. Còn anh ấy thì lúc nào cũng rượu chè bê tha, về nhà đánh chửi mẹ con. Con thấy ở như thế con thấy chán lắm, con muốn tự lập. Nhưng mà mẹ thấy con khổ quá. Biết là sống một mình thì cũng là một cách tự lập riêng, nhưng mà con còn nhỏ. Không một, sao đâu mẹ. Có một chị gái tàn tật như thế nữa thì con bây cũng giờ, rất là khổ. Bây giờ chị có chị đây ra ở với con trông nom cháu cho con rồi con cũng đỡ thì bao nhiêu. Mẹ đi lấy chồng mới họ có thương yêu mẹ không ạ? Ừ, thì trải qua trong một cái thời gian rất là khó khăn như thế, mẹ đã gặp được bác ấy. Thì cũng, bác ấy cũng yêu thương mẹ, cũng sống được mấy năm nay cũng hạnh phúc, hòa thuận. Nhưng mà kinh tế cũng khó khăn lắm con ạ. Ở chỗ đất chật người đông cũng làm ăn khó khăn lắm, cũng không được may mắn. Mẹ số mẹ cũng khó lắm, không được may mắn như người ta. Dạ vâng. Mẹ ơi, mẹ lấy trứng với gia vị xuống cho con với ạ. Ngày xưa mẹ gặp bố con ấy thì như thế nào ạ? Năm ấy mẹ ba nhiêu tuổi rồi ạ? Thì lúc đấy thì mẹ cũng còn trẻ lắm, có 16, 17 tuổi thôi, cũng không biết suy nghĩ gì con ạ. Nên là lúc cưới về rồi thì mới biết mặt bố con. Ở với nhau được có mấy năm, xong là có các con, xong là gia cảnh nhà mình ấy rất là nghèo, khốn khó lắm, nên mẹ mới đi làm ăn để trang trải cho cuộc sống gia đình. Nhưng mà không ngờ đâu mẹ lại bị lừa và bán sang Trung Quốc, rất là khó khăn. Cho nên là mới xảy ra những cơ sự như thế. Mẹ cũng thấy có lỗi lắm, có lỗi với bố con và các con lắm. Nhưng mà không ngờ lần này về cũng không được gặp bố các con.
Mẹ rất là ân hận, ân hận, nhưng mà lúc đấy cuộc sống của mẹ, mẹ không được nghĩ được chiến tranh như bây giờ. Con cũng vất vả nuôi nấng các con nên người cũng mong mỏi mẹ trở về, và lúc nào cũng chả thấy đâu. Mẹ biết mà, lúc đó mẹ cũng mệt, cũng khó khăn lắm. Lúc đấy mẹ đúng đã bị lừa bán đi rồi ấy. Mẹ nhớ, mẹ khóc nhiều lắm. Biết là gia cảnh nhà mình có các con với bố con là mong mẹ từng giây từng phút. Nhưng mà lúc đấy không thể về được, không thể có thư từ nào rồi có thể lọt sang về Việt Nam được con ạ. Bố con cũng cứ chờ đợi mẹ trở về, nên bố con cũng không lập gia đình, cũng không lấy thêm ai. Một thời gian bố Lâm bệnh nặng, bố đã qua đời. Đến lúc đấy ba chị em con, ba anh chị em con gắng lương tựa vào nhau sống. Anh trai con thì lấy được một người chị dâu, chị ấy cũng sống giống như mẹ chồng của con ấy. Thì con bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, con quay trở lại ngôi nhà cũ của bố con. Thì anh chị đi làm xa về, anh trai cũng nghe chị dâu cũng đuổi mẹ con ra khỏi nhà không cho ở. Ôi trời ơi, còn thế nữa. Vâng ạ. Con gái mẹ khổ quá. Mẹ biết cách thế nào được đi. Mẹ đặt cái này lên cho con. Mẹ ăn cơm đi ạ, chị ăn cơm đi ạ. Con đút cho cháu nó ăn mấy gì. Vâng. Đây của con. Vâng, mẹ cứ ăn đi. Ăn, các con ăn đi. Dạ vâng, cơm thì chị ăn cơm nhé. Lâu lắm rồi, hôm nay mới được ngồi ăn cơm cùng các con, gia đình mình. Dạ vâng ạ. Cơm gia đình ngon quá. Đây, con ăn này. Không làm như thế. Bữa cơm hôm nay có mẹ về ăn cơm với chị, có thấy vui không chị? Vui nhỉ con nhỉ. Vâng. Hôm nay mẹ thấy con có con rồi. Mẹ được ăn cơm với các con nhiều hơn nhé. Vâng. Lâu lắm rồi mẹ cũng không được ngồi mâm, ngồi ăn cơm với con như vậy. Vâng. Ngon lắm các con ơi. Vâng. Lâu lắm rồi cái hương vị này mẹ mới được nếm lại đấy, ngon lắm. Vâng. Rất là ngon. Lắm rồi con cũng không làm món này. Hôm nay có mẹ về, được mẹ làm cho bọn con ăn, con cũng thấy ngon. Rất lắm. Ngon. Ăn ngon. Ăn nhé. Ừ. Con cũng phải luôn khỏe mạnh nhé. Vâng. Ừ. Ngon lắm, hôm nay được ngồi với các con ngon lắm. Ừ. Vui. Bà mẹ chồng con xem thế nào nhé. Thôi mẹ, mình không đi nữa. Con không muốn mọi chuyện xảy ra to tát. Bây giờ chuyện nó đã thế rồi thì kệ nó đi mẹ. Nhưng mà mẹ muốn gặp chồng con một lần để mẹ để xem là thằng đấy nó nói chuyện với mẹ thế nào. Con cứ dẫn mẹ đi đi. Đi lên đến đấy xem là mẹ chồng con với chồng con thế nói chi với mẹ, để mẹ còn biết tại sao là chúng nó lại họ lại đối xử với con đến mức độ như thế. Đưa mẹ đi. Thôi mẹ đi à, đây một tí. Con bảo mẹ cứ đây, lên đi, nữa, đưa, mẹ à. Đưa mẹ đi. Thôi, đưa mẹ đi ơi. Một tí thôi. Thôi con đưa mẹ đi để nói chuyện với mẹ chồng con. Đi. Thôi kệ đi. Nó đi, đi mẹ ơi. Đi. Đi. Mẹ ơi thôi kệ. Đi với mẹ, con đi với mẹ. Không đi sao nữa. Đâu mà đi với mẹ để mẹ nói chuyện với thằng chồng của con với lại con bà mẹ chồng như thế nào nào. Thôi kệ nó đi mẹ ạ. Đi mẹ đi. Đi đi, ra đây. Đi với mẹ. Nói đến chuyện đấy nữa mẹ ạ. Nào để mẹ nói chuyện với bà ấy một tí xem nào. Đưa đây. Con không muốn đi đâu. Đi đây, ra đây, đi với mẹ, đi với mẹ. Bây giờ đi, con không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. Mẹ ơi, thôi đi, đi với nữa, mẹ ạ. Đi với mẹ. Đi với bây mẹ nào, đi với mẹ. Giải quyết được việc đi với mẹ nào. Mẹ. Xem nào, nó thế nào nào. Không được đâu. Nhà nó ở trên
đâu? Đây có nào? Đây à? Vâng ạ. Đi vào đây. Đâu rồi? Nó đâu rồi? À mà nó tên gì nhỉ? Nó tên tên là gì? Anh ấy tên là Hối ạ. Anh Hối à? Vâng ạ. Hối ơi, đi với mẹ đi, vào đây. Mẹ nó bỏ con ra. Đi vào đây, xem nào nó có nhà. Nó không ở nhà đâu ạ. Hối ơi. Nó xem nào. Đâu rồi? Dạ, bám tay ngang ngắt thế này. Đây, vào đây mẹ bảo. Đâu rồi? Hối ơi. Bám tay ngang ngắt này, có phải con ngủ không? Con không thấy ở nhà đâu, nó đi đâu rồi? Chắc anh ấy đi làm rồi mẹ ạ. Không thấy rồi. Đâu rồi? Hối ơi. Ra đây mẹ bảo này. Hối ơi. Đi đâu rồi? Không thấy đâu, không thấy nó ở nhà đâu. Cho anh đi làm rồi mẹ. Chắc đi làm thật rồi. Nào, bây giờ đưa mẹ đi lên nhà mẹ chồng con xem nào. Nó ở đâu, nhà mẹ chồng con ở chỗ nào? Thôi mẹ ạ. Đi, đi, đi. Đi, mẹ muốn nói chuyện với bà thông ra một tí xem nào nó như thế nào. Mẹ ơi, chúng mình đi về thôi mẹ ạ. Đi thôi, đi, đi với mẹ đi. Làm như thế nữa, mọi chuyện. Biết rồi, mẹ biết rồi, nhưng mà đi lên, mẹ nói chuyện một tí. Tốt mẹ nhỉ? Vâng, hôm nay cũng được một tí. Lâu còn không được về, hôm nay mẹ chồng tốt thật. Vâng. Đi về đi mẹ. Về đâu đi vào, xem là mẹ chồng con ở chỗ nào. Đi ra đây, đi ra đây xem nào, nhà chỗ nào đấy, nhà chỗ nào, nhà đâu? Thôi đi, đi về đi mẹ. Đi, đi với mẹ. Nhà chỗ nào? Nhà kia. Đi ra đây, đi vào đây, đi vào đây. Mẹ đẻ của cái Thu. Bây giờ tôi không có chuyện là muốn đi sang đây nói chuyện với bà một tí. Tôi chẳng có chuyện gì nói với bà nữa. Nhưng mà tôi cũng vừa về thôi. Tôi cũng vừa nghe con gái tôi kể chuyện là bà đã đối xử không tốt với con gái tôi. Bà đuổi con gái tôi ra khỏi nhà vì con gái của tôi đã tội nghiệp lắm rồi bà. Tôi có thấy gặp bà bao giờ lần nào đâu. Tôi là biết, nhưng mà bây giờ hôm nay tôi về tôi mới nghe con gái tôi kể như thế, câu chuyện là như thế. Cho nên là tôi cũng muốn sang đây để gặp bà và nói chuyện với bà một tí. Để xem là có hàn gắn được cho hai vợ chồng chúng nó ở với nhau được không? Cái này không được. Không được, có nghĩa là không được phải không? Con gái của bà đấy. Là sao? Có để con trai cho tôi đâu. Trời ơi, bà sao lại còn cái kiểu là trọng nam khinh nữ thế bà? Bà vẫn sao lại suy nghĩ như thế? Làm thế nào cũng phải có một con trai mà để nối dõi. Nhưng mà bây giờ chúng nó còn trẻ, còn khỏe, chúng nó sẽ đẻ được cho bà. Con không đẻ được đâu, không có con trai đâu. Vì con này không đẻ được con trai cho tôi. Tôi muốn con trai tôi là đi kiếm cô khác để con trai cho tôi. Nếu bà suy nghĩ như thế là không đúng đâu bà. Làm như thế không được đâu. Sao mà không đúng? Thôi mẹ ơi, không nói. Không. Đây là hạnh phúc của gia đình của các con. Bây giờ hai đứa chúng con vẫn là rất là yêu nhau. Nhưng mà bà lại trọng nam khinh nữ, bà chê đây là đầu đứa cháu gái của bà lại không quan tâm, không yêu thương. Bây giờ bà lại đi muốn yêu thương đứa cháu mà không phải là dòng máu của mình như thế này à? Mày nó lớn thì lấy chồng xong là có hai ở gia đình này. Để từ từ. Như thế là bà cũng không tốt, sống không tốt đâu, làm như thế không tốt. Không được. Con gái của tôi cũng đã khổ lắm rồi, không làm như thế được. Không được là không được. Tôi cũng không thích bà làm như thế với con gái của tôi. Bây giờ tôi mình làm sao hai tôi với bà thì làm thế nào để cho hai đứa chúng nó phải ở với nhau không thì được tôi, để không tôi được. Mới chất trí bây giờ là bà làm sao mà có quyền mà nói với tôi chửi tôi vì tôi là mẹ của cái Thu. Mẹ có thấy mà đi trong con trong cái đâu trong cháu đâu mà suốt có thấy bao giờ. Nhưng mà tôi cũng có hoàn cảnh riêng của tôi vì điều đó là không được bà không được xúc phạm vì cái hoàn cảnh của tôi nó khác. Nhưng bây mà giờ... bây giờ cô xem cái bản thân của bà đi. Ý nói bà nói tôi không đủ tư cách để nói gì. Không nói gì nhưng mà đây là con gái của tôi.
Bây giờ chúng nó cũng phải cần có hạnh phúc. Bà không được làm như thế. Vì hai đứa chúng nó vẫn yêu thương nhau lắm, không đến nỗi là chúng nó ghen ghét nhau đâu. Tùy vì bà mà chúng nó mới làm như thế. Con bà đấy không để con trai sao mà có hạnh phúc. Không bao giờ có. Nhưng mà đấy là việc là biết là sao là chúng nó yêu thương nhau là được. Yêu thương nhau là sau này có tương lai đâu, lấy tương lai ở đâu về? Thu từ từ để chị bảo mẹ, lấy tương lai ở đâu về? Mẹ bên trao đổi này đó chị ạ. Nghĩ tương lai nhưng mà tương lai lại là có con trai, lấy tương lai đâu về? Con trai thì sau này nó chung cũng nó sẽ có. Bà không làm phải làm như thế được. Bây giờ không được làm như thế. Bà nhìn bà sống như thế bà không tốt, không tốt đâu. Tôi muốn làm để cho con gái của tôi có hạnh phúc. Không được. Bà bảo rồi, cô nó không để con trai cho. Nhưng mà không bao giờ có hạnh phúc. Không, tôi không ít nhất ý kiến của bà như thế. Vì đây là hạnh phúc của chúng nó. Bà mới là ngăn cản như thế là không được. Không bao giờ có hạnh phúc, không có con trai không bao giờ có. Mẹ con bố mẹ ra. Bố mẹ ra để cho mẹ có cho bà này một trận mới được. Làm như thế là không được. Bà không được làm như thế với con gái. Bà đã hành hạ con gái tôi là mấy năm nay rồi. Hành hạ quá mất rồi. Vì nó là bà nghĩ đi. Bà nghĩ con gái của bà đi. Bà nghĩ con gái của bà. Con đẻ con trai của bà không? Như thế là bà không thương xót. Con đẻ con trai không? Đứa con trai của bà. Cái tên như thế này bà cũng không thương xót. Làm như thế là không được. Không tốt, sống không tốt. Chắc là hai đứa lên đi làm dâu là còn có hạnh phúc gì nữa. Bà biết gì không? Bà sống như thế bà quá đáng lắm nhé. Không được đâu. Không, để cho mẹ một trận để nói chuyện với cái bà này. Đi mẹ thôi. Làm như thế là không được. Mẹ ơi, chúng mình đi về đi. Không. Làm thế không hay đâu, con cảm thấy xấu hổ lắm. Buông mẹ ra. Buông mẹ ra. Buông mẹ ra để mẹ nói chuyện với bà này một tí xem nào. Bà nói chuyện như thế không được. Bà đây cái lý gì mà bà ra ngoài con gái của tôi kia hả? Bà làm như thế. Bà làm như thế à? Bà đã hành hạ con gái của tôi. Đối xử với con gái của tôi như thế nhá, nó đã khổ lắm rồi. Nay mấy năm nay nó làm dâu nhà bà nhưng mà bà đối xử với nó như thế. Chỉ mỗi làm việc là nó không sinh được con trai cho bà thôi là mà bà làm như thế à? Con của bà đấy, không để con trai cho tôi đấy. Có gì mà hạnh phúc? Bà cái cổ hủ như thế, có cái tính cổ hủ như thế là không được đâu nhá. Làm như thế là không tốt đâu nhá. Mẹ ơi, con để con trai cho tôi không? Con gái của mẹ ra để mẹ cho bà này một bài học mới được. Hôm nay mẹ sống chết với bà này. Bỏ rẻ nó nhỉ. Con gái là không sinh được con trai rồi con gái. Rồi sau này nó thật tính nhé. Bà không phải nói như thế. Mẹ ơi, mẹ này sống chết với bà mới được. Không được. Tôi không được, không thể chịu đựng được cái cảnh. Tôi nghĩ đến cái cảnh con gái của tôi bị áp bức như thế nào mà tôi không chịu được. Hôm nay tôi phải sống chết với bà. Bà đi. Nó cũng tốt, tính tình nó cũng tốt nhưng mà nói là tôi nhìn mẹ với tội là mẹ hạnh phúc không? Không được, còn không được, còn như thế không được. Bà như thế làm như thế không tốt, làm như thế không được. Yêu bao nhiêu yêu nhưng mà không có con trai, không có gì mà hạnh phúc. Cái điều đấy nó không có liên quan gì hạnh phúc với chúng nó. Không được đâu. Con này ra buông tay mày ra. Buông tay mày ra hôm nay. Con gái mà không ra gì không để con trai cho tôi rồi. Con cứ cái là chửi nói con phải buông tay mẹ ra. Không được đâu, mẹ phải cho bà này một trận mới được. Không được. Mà giờ mới xuất hiện ra mà là láo thế à? Hả? Bà mấy năm nay mấy năm nay là con thấy mặt bà đốn nào đấy. Thật là quá đáng luôn của bà. Mà này đấy. Đi từ đâu mà vừa đâu? Bây giờ là không vừa đâu. Hiện xong lại là láo thế à? Không, tôi không chấp nhận được mà đã đối xử với con gái của tôi mấy năm nay thì nó đã làm dâu của bà. Làm không được, làm như thế không được. Hôm nay tôi phải làm cho bà một trận xong xong với con gái của bà đi. Xem con gái của bà đi. Tôi không chịu được cái cảnh con gái của tôi đây. Đã như thế, tôi phải cho bà một trận mới được. Xem con gái của bà đi. Như thế nào? Bà quá đáng. Như người khác không? Có như người khác không? Bà không thể đối xử với con tôi như thế.
Bà cứ nhìn xem con gái của bà đi. Con gái của con xinh đẹp như thế mà nó giỏi giang như thế. Bà có nghĩa là bà có để con trai gia đình và bà mất một cục vàng đối với gia đình bà đấy không? Không phải như thế đâu. Bà quá đáng vừa vừa thôi nhé. Con gái của bà có để con trai cho tôi không? Thôi hai bà đi. Các bà này một trận hôm nay mệt. Con trai cho tôi không? Con gái của mẹ. Mẹ cũng không ngờ cuộc đời con lại khổ như thế, lại lấy được một thằng chồng và một có một bà mẹ chồng lại khốn khổ như thế nữa chứ. Áp bức con hàng mấy năm trời rất là khó khăn. Do số phận đây mẹ. Cũng không biết thế nào được. Bây giờ con muốn hai mẹ con với lại chị đây tự lập cuộc sống mới sẽ tốt hơn. Con không bao giờ muốn quay trở lại với anh đấy nữa. Con, mẹ không ngờ con lại có một cái cuộc sống nó khổ sở như thế, lấy được thằng chồng và mẹ chồng nó hành hạ con như thế. Mẹ, con là ơi, do số phận đây mẹ. Mẹ phải biết làm sao bây giờ để cho con có được hạnh phúc tốt đẹp con ơi. Thôi mẹ ơi, mẹ nín đi, mẹ đừng khóc nữa. Mẹ đã do khổ rồi phận, mà bây con giờ cũng không được có hạnh phúc. Bây giờ mẹ con sống như thế này con cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi mẹ. Mẹ đừng lo cho con nữa. Bây giờ con cũng đã có nhà, có chị gái đây để phục vụ con, trông cháu cho con. Con cũng đi làm, đi chợ, đi giết cũng có đồng ra đồng vào mẹ. Không ngờ con gái mẹ lại khổ như vậy. Thôi mẹ ơi, mẹ nín đi. Mẹ đừng khóc nữa. Mẹ đừng khóc nữa mẹ ơi. Mẹ khóc nhiều con này cảm thấy buồn lắm. Con bây ơi, giờ con đã thế rồi. Mẹ phải cho mẹ con một lời làm khuyên thế nào mẹ được đừng nữa. Khóc. Mẹ đừng tỏ ra yếu đuối như thế, con buồn lắm. Mẹ xin lỗi các con. Mẹ xin lỗi nhiều lắm các con. Thôi mẹ nín đi, mẹ đừng khóc nữa. Lắm con ơi. Bây giờ do số phận thôi mẹ. Con các cũng con biết thế nào được nữa. Thì từ giờ cứ đi. Các con này cứ mạnh mẽ lên nhá. Mạnh mẽ lên mà sống. Mẹ sẽ luôn ở bên các con. Dù ở xa nhưng mà tâm hồn của mẹ lúc nào cũng ở bên các con. Vâng mẹ. Thương con lắm, mẹ thương các con của mẹ lắm. Thấy các con sống khổ sở như vậy, mẹ cảm thấy áy náy quá. Do số phận thôi mẹ, mẹ không nói nữa nhé. Mẹ đừng khóc nữa. Con không muốn nhắc lại chuyện cũ làm gì, con cảm thấy buồn.
Thế cái đất này của con à? Vâng ạ, đất này được bà mẹ chồng chia cho đấy ạ. Con định trồng cái gì chỗ này? Con đang định là mai đi mượn trâu của bà bên kia về cày lên, xong con để trồng rau ạ. Rau với lại quả, đỗ các kiểu. Mai mẹ con mình hỗ nhau cày chỗ này. Dạ vâng ạ. Để dọn dẹp lại, để dọn dẹp lại. Con để dòng rau củ quả đi chợ bán để lấy tiền mua chăm con các kiểu mẹ. Chỗ này mẹ thấy đất bằng thẳng rộng đấy. Vâng. Trồng rau rất là tốt. Vâng, mua sữa cho cháu nữa. Đấy là tiền nong sinh hoạt hàng ngày. Bây giờ con không biết làm cái gì, cũng chỉ nên trồng rau với lại củ quả thôi mẹ. Được rồi. Con gái của mẹ rất là khổ, khổ quá luôn đấy. Mỗi lần thiếu cái gì thì con cũng sang đây mượn nhà. Nhà bà ơi. Vâng. Cháu đi đâu? Bà ơi, con hỏi bà có trâu không cho con mượn. Cho bà nhé. Vâng. Cho cháu mượn con trâu ạ. Mượn trâu đi làm gì? Dạ, cháu đi cày ạ. Vâng. Châu, bà có cày không ạ? Có. Thế cảm ơn bà rất nhiều nhá. Vâng. Châu ở đâu bà? Châu ở chuồng. Vâng. Nhưng mẹ con đi cày cả bừa đi. Vâng. Cày cả bừa đang kia tháo. Cháu mượn ạ, cháu đi về đây ạ. Con bò kìa. Con bò kìa. Trong nó đi. Bên đấy lại thấy sợ. Bên này chặt lắm. Cho dịch làm một cái. Mẹ đi lâu năm này mẹ có biết cày nữa không ạ? Có, mẹ vẫn nhớ. Cũng có thể làm được con ạ. Con tưởng mẹ lâu năm không đi cày bao giờ, tưởng mẹ quên. Ở bên đấy cũng toàn làm nông mà con.
một phát ấy, nó đứng luôn ấy. Đi, bố lên nhé, tí tao cho mẹ ăn. Mẹ mệt không ạ? Được, làm được con ạ. Nếu mẹ mệt thì nghỉ á. Cố gắng. Mẹ cũng làm quen rồi, không sao đâu. Mẹ mệt thì mẹ dắt cho con ăn cày cho. Cũng được. Mày sát cho. Cày thích nhỉ mẹ nhỉ? Lâu rồi không cày. Con trâu này cũng hiền không? Lâu lắm rồi đất mẹ không được đi làm cày những cày đường. Sao hôm chiều mẹ con mình trồng rau luôn nhỉ? Mẹ ơi, em ơi, mẹ ơi. Ừ, vâng, một tí nữa xong rồi con ạ. À. Chị cứ để đấy ạ. À. Một tí nữa xong rồi em. Mẹ. Vâng. Nước đi con. Vâng. Ngồi nghỉ đắp mệt quá. Lâu lắm không được đi cày. Mệt. Vâng. Mẹ uống nước đi ạ. Ừ, xin nhá. Nóng quá. Nhị xong ăn kẹo đi mẹ. Kẹo này là Tết ở trên chính quyền ở trên họ xuống cho ấy mẹ. Cho quà Tết từ đấy đến giờ Tết con vẫn còn. Mẹ ăn đi ạ. Ừ, mẹ xin nhá. Chị ăn kẹo. Được. Con này ăn kẹo đi. Được. Công nhận mẹ con mình cũng làm được nhỉ, làm xong. Cày xong được cái xoài này tí nữa bạn mình làm bữa tiếp không bữa xong chiều cày trồng xuống chiều đi xin dây khoai. Mẹ cảm thấy mệt không ạ? Cũng mệt. Lâu rồi cũng không được làm, hôm nay mới bắt đầu làm lại cái công việc mà ngày xưa mẹ thường hay làm ấy. Dạ vâng ạ. Nói chung thì làm được nhưng mà cũng khá mệt. Dạ vâng. Nhưng mà cố gắng nhỉ. Để con dạ, mình vâng cố gắng ạ. Bây giờ làm lại từ đầu không sao con ạ. Dạ vâng ạ. Ơi ơi à, ngoan nhá, con ngoan nhá. Mặt trời đi như này. Hai chỗ này trồng một ít ngô nếp nữa nhỉ? Ừ, ngô được đấy. Con ơi, bé nó khoác qua đưa trâu về đây cho mẹ. Con đi trông con. Con xả nghe rồi. Bé này nó ốm, nó cũng nhiễu lắm. Trông con đi.
chờ, xem bà cà bừa nhá. Bà bừa thôi chiều, với mẹ trồng hoa nhá, mai có củ cho con ăn nhé. Cậu là ai thế? Đây là chồng cũ của con đấy mẹ. Đây là chồng cũ của con à? Dạ vâng ạ. Sao hôm nay lại bắt mặt về đây? Con nghe mẹ con nói, có mẹ ta trở về nên là con ra thăm mẹ. Cậu đã đối xử với con gái tôi thâm tệ như thế, cậu còn tư cách gì đến đây để mà thăm nom và nói gọi tôi là mẹ nữa? Cậu về đi, tôi không khiến cậu ở đây. Về ngay, tôi không muốn cậu ở đây. Đi về, đi về. Không con, không cái gì hết. Đi về ngay. Tính để nghe con nói này. Không có gì hết, không có cái gì. Con cậu đi về ngay. Lầm con rồi. Tôi cũng không muốn nghe cậu giải thích gì ở đây. Con lỗi mẹ. Con cũng biết lỗi lầm của con rồi. Con có nhiều lần rồi đấy đón cô ấy về, nhưng cô ấy nhất quyết ở đây. Con không biết làm kiểu gì được nữa. Đón anh về anh lại đối xử với tôi như trước, sao mà tôi ở được? Đấy, thấy chưa? Vì có một người mẹ chồng như thế, mẹ chồng cũng thế, bảo là hành hạ vợ con gái của tôi. Ra đây nói lúc nào không cho anh ra. Con cũng đã nói với mẹ rồi. Tôi rất là bức xúc khi về đến đây nghe con gái kể về câu chuyện của đời của nó như thế. Rất là bức xúc luôn. Nên là cậu cũng đối xử như thế. Bây giờ nó và mẹ chồng nó bảo là lúc nào cũng đòi sinh đứa cháu trai cơ, nối dõi tông đường cơ mới chịu. Bây giờ còn cậu nghĩ là cậu cần con trai hay là cần con gái? Cậu nghĩ như thế nào? Còn có cần đứa cháu con gái này không? Con mà cậu đối xử như thế thôi. Nhưng mà mẹ con cũng bảo nhất quyết thế, nhưng con cũng đã nói mẹ rồi. Tôi không ưa cái bản mặt của bà mẹ chồng của con này bao giờ tí nào luôn. Mẹ của cậu ấy đối xử với con gái của tôi như thế, tôi không ưa, không thích cái kiểu đấy thế. Thế anh bảo là con gái hay con trai không quan trọng, thế sao anh còn đi ngoại tình? Điều đó cậu nghe theo mẹ cậu à? Hả? Con không biết như thế rồi mẹ. Đàn ông con trai lắm lúc cũng sai lầm một tí, cũng nghĩ thế này thế nọ. Nhưng mà hiện tại bây giờ là cậu con nghĩ được chưa? Nghĩ thông, nghĩ suốt chưa? Hay là vẫn còn tơ tưởng đến người tình của cậu? Nào. Mẹ cũng biết đấy. Đàn ông con trai trăng hoa một tí cũng có sao đâu mẹ. Cậu mà nói cái câu thế nghe được à? Hả? Hôm nay tôi phải dạy cho con một bài học. Hôm nay tôi biết tay tao. Rồi thì trăng anh với hoa này. Mẹ bình tĩnh nghe con nói mẹ ơi. Mẹ chăng buông mẹ ra để mẹ dạy dỗ cho nó một chút. Mẹ ơi, bình tĩnh. Mẹ xem nó còn nói ra. Buông mẹ ra để mẹ dạy dỗ cho nó một bài học nữa nào. Mẹ nó hành hạ con mẹ nhiều lắm. Mẹ bình tĩnh nghe con nói. Buông mẹ ra để mẹ dạy cho nó một bài học. Không sai của con rồi mà mẹ. Mẹ nó vẫn đọc lúc nào cũng chăng với hoa, bây giờ còn chăng với hoa. Con cái như thế rồi còn chăng với hoa. Buông mẹ ra. Bình tĩnh để mình nói chuyện thôi. Được rồi, như thế thì tao không chịu được. Không thể chịu được với cái thằng này. Nó đối xử với con gái mẹ như thế. Không thể chịu được. Con buông mẹ ra. Nào buông mẹ ra. Buông mẹ ra để mẹ. Con biết lỗi của con rồi mà mẹ. Không nói lung nét gì hết. Mày đã nói như thế chăng với hoa. Bây giờ còn con cái mày như thế mày còn chăng với hoa. Mẹ bỏ ra mẹ. Tao cho mày ai chăng với hoa. Chăng với hoa. Mày bình tĩnh để con nói chuyện thôi mẹ. Chăng với hoa hả? Lão ơi. Mẹ bình tĩnh nghe con nói đi mẹ. Mẹ bình tĩnh nghe mẹ. Chăng với hoa. Mẹ bình tĩnh nghe con nói. Chăng với hoa. Mẹ con nghĩ như thế. Đứng lại cho tôi. Mẹ bình tĩnh con nói ra. Đứng lại cho tôi. Con như mẹ đâu mẹ. Quá đáng như thế mày. Không kiểu thế là được. Mẹ ơi thôi đi mẹ ơi. Lớn thằng này từ tuổi đầu rồi mày vẫn còn nghe. Đi mẹ ơi. Nghe con như mẹ nói đâu mẹ ơi. Nghe cái bà già đấy à? Hả? Mẹ, cái bà còn trọng nam khinh nữa. Mẹ lúc nào cũng con trai mới được. Mẹ không phải như mẹ nghĩ đâu mẹ ơi. Mẹ nghĩ gì đấy? Quá đáng vừa vừa cái mày đã làm như thế với mẹ con chúng nó. Thôi mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi mẹ. Quá đáng vừa vừa mẹ nói đâu mẹ. Chó mà. Thôi mẹ ơi. Không mẹ dạy mẹ. Cho nó một bài học mới được. Ơi, làm như thế là không được, không ổn. Bình tĩnh rồi. Nữa còn này già đầu rồi mày không biết nghĩ. Mẹ con nói là mẹ. Suy nghĩ à?
Hả? Ý con hỏi như vậy đâu mẹ. Vừa thôi chứ. Bình tĩnh lên mẹ ơi. Bây giờ làm mẹ phải đánh cho nó một trận mới được. Mẹ bình tĩnh nghe con nói ra mẹ. Tĩnh đi mẹ ạ, mình bình tĩnh để nói chuyện. Buông tay mẹ ra để mẹ mẹ xem nào. Mẹ dạy cho nó cho mẹ thấy. Vì mẹ nó không dạy được nó mà tính là mẹ thấy thế mẹ dạy nó. Bình tĩnh nghe con nói ra mẹ. Bình tĩnh gì hết. Thôi đi mẹ ơi, mẹ ơi, anh ấy ngã rồi thì thôi mẹ. Bình tĩnh đi mẹ ơi, mẹ ơi. Bình tĩnh nghe con nói đó mẹ. Đứng rồi, bình tĩnh. Đứng dậy đi bên. Con như mẹ nói rồi. Dạy dỗ rồi bài học. Mày đã làm hỏng đời con gái của tao. Mày làm như thế mà được à? Lớn bằng này tông rồi mày mày còn vẫn còn nghe lời mẹ. Quá đáng. Quá mức. Đến quá đáng này hành hạ con gái tôi như thế. Biết lỗi của con rồi mà mẹ. Lỗi biết gì à? Bây giờ cái con xin lỗi của con là có thể là xong rồi cái cuộc đời của nó à? Hả? Mẹ ơi từ mẹ, từ nói chuyện nha, mẹ. Vừa thôi chứ, lão. Như thế à? Mẹ bỏ con đi ha. Con mình nói chuyện nha mẹ. Hả? Con không phải như thế đâu mẹ. Nhưng mà con biết con sai rồi, con xin lỗi mẹ rồi mà. Con biết rằng Mùi là một người thằng đàn ông phải biết có trách nhiệm với vợ với con chứ, cụ mà làm như thế được à, hả? Con mình nói rồi mà mẹ. Mình là quá đáng rồi, vừa thôi chứ, con làm như thế à? Con đã nói xin lỗi mẹ rồi mẹ. Mẹ tính tôi vợ con rồi. Mẹ biết rồi, nhưng mà mẹ hôm nay mẹ muốn cho nó một trận để là mẹ biết rằng là nó mẹ không có trách nhiệm với con của mẹ nó mà với vợ của nó. Làm như thế là không được. Thôi mẹ ạ. Anh ấy đã nói lời xin lỗi rồi, mình bình tĩnh đi vào nhà nói chuyện đi. Rồi, vào nhà. Bây giờ cậu đi theo nó vào nhà để tôi còn có thể cậu có thể nói gì với tôi nào. Đi vào. Đi vào nhà đi mẹ. Vào đây. Ngồi đây nói chuyện đàng hoàng với tôi xem nào. Vâng. Đấy câu chuyện con cũng nói mẹ rồi. Con nói nhà con rồi. Con có sai của con rồi. Con cũng đến đấy xin lỗi cô ấy. Nhưng cô ấy không chấp nhận lời xin lỗi của con. Thế bây giờ là người tình của cậu đâu? Con cũng bị gái bấy rồi mẹ. Cô ấy bỏ đi rồi. Cô ấy mang bầu không phải con của con mẹ. Thế à? Cô ấy bỏ đi rồi. Thế là cậu cũng bị... người ta lừa dối à? Vâng, con cũng bị gài bẫy rồi mẹ. Thế mà cậu để nghĩ để cho nó cho con gái của tôi khổ như thế mấy năm nay? Con không biết rồi mẹ. Con cũng bị người ta lừa thôi. Bây giờ con không muốn quay lại với cô ấy, nhưng con không biết làm kiểu gì. Mẹ khuyên cô ấy giúp con với. Con cũng bị người ta lừa thôi mẹ. Thế bây giờ là còn phải khuyên thế nào? Ý của cậu là phải bắt tôi phải khuyên thế nào? Con muốn mẹ giúp con khuyên cô ấy về với con. Ý của cậu là bây giờ là muốn quay lại với con gái của tôi phải không? Vâng ạ. Nhưng mà liệu cậu có thể là chung thủy với con gái của tôi suốt cả cuộc đời này nữa không? Để tôi còn có cách để hướng giải quyết nào? Con biết rồi mẹ, con sẽ cố gắng. Nhưng mà bây giờ cậu... Giữ gìn hạnh phúc gia đình mẹ. Bây giờ cậu đã nghĩ suy nghĩ được như thế là thông suốt rồi. Nhưng mà bây giờ về cậu phải... Nói thế nào để cho mẹ của cậu ấy hiểu là làm thế nào mới là xây dựng được một gia đình hạnh phúc nhá. Vâng. Nhưng bây giờ tôi lên gặp cô ấy là gặp bà ấy là tôi không chịu được đâu. Dạ vâng. Thế bây giờ thằng chồng con đã nói như thế rồi, bây giờ ý con thế nào? Bây giờ con cũng muốn ở như thế này thôi mẹ, con không muốn quay lại rồi. Đấy, thấy chưa? Ý của nó bây giờ nó như thế rồi, nó đã bị tổn thương quá nhiều rồi con ạ. Em biết sai rồi. Quay lại với anh đi. Mình làm lại từ đầu. Anh cũng bị người ta lừa thôi. Không. Tôi thấy hối hận. Thời gian qua anh đối xử với tôi thật tận tệ. Tôi không thể quay lại với anh được. Anh biết là sai rồi. Anh mới quay lại với mẹ con tôi thì muộn rồi. Thôi bây giờ con cứ về đi. Để mẹ nói chuyện với cái Thu xong. Bây giờ con cứ về đi. Về trước đi. Vâng, thế con mẹ cố gắng giúp con với. Ừ. Con đi về đi ạ. Rồi, con về đi. Con về đây. Thôi, con ạ. Dạ. Bây giờ cũng muộn rồi. Mẹ con mình lấy bừa nốt đi. Để kịp chiều nay còn chồng. Dạ, vâng ạ. Nói chuyện để nói sau đây. Vâng, bây giờ cũng muộn rồi chị. Mẹ. Ừ. Làm rồi. Cóng lên, có cóng con lên đây không? Dạ, có. Dạ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ chú ơi á. Mẹ chú ơi. Nào, mình đi làm nốt thôi nhỉ. Rồi. Đi cho nó
được nhanh ạ. Bà xin bà lo nghĩa chồng. Bây giờ bà ơi, bà có cái đâu ấy nhưng bà bán không ạ? À? Cho cháu một ít ạ. À. Đấy, lấy bà đi. Không nhờ nhỉ bà nhờ. Vâng, bà bán đây. Vâng. Bà cháu lấy đi nhá. Dạ vâng ạ. Bán rẻ thôi. Dạ vâng ạ. Vâng. Bà bán cho cháu một ít về rồng ấy ạ. À. Vâng, bán lấy đi. Đấy, bà không đau cho. Dạ vâng. Đi, này không mình lên đâu. Đi. Này bà đưa cho con đào cho ạ. Này này này. Vâng ạ. Ông cấy con. Đất này cũng chặt nhỉ bà nhỉ. Đã thấy mưa đổ về rồi. Dạ vâng. Nó mưa nữa nó mới mê nó mới dẻo. Dạ. Chỗ này xuôi. Đây 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 về đào bên này. Đây này. Vâng. Đây. Đấy. Áo tím, lấy tím thì lấy cái vâng. Trắng thì lấy. Cái này nó có hai giống nhỉ bà nhỉ? Có hai loại giống, bà nhỉ? Hai loại. Vâng, một loại tím một loại trắng. Ừ. Không thấy quả bí nào nhỉ? Ồ, mình không ăn. Dạ. Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Nó đang lấy ở đây cũng có bạn. Túi này đựng thôi nhỉ, đựng rau thôi. Đánh cho mập chả ngon, mình vặt nó chả ngon. Chắc là cháu không. Bà ơi con bao nhiêu tiền chỗ này ạ? Thôi 30 thôi. Dạ vâng, 30 nghìn ạ. Vâng, cho bà vâng. Xin nhá. Vâng, thế con gửi tiền bà. Cảm ơn bà nhá. Con cảm ơn bà, con đi đây ạ. Vâng. Nó quấn vào cây rồi chị ạ. Vâng. Phải tháo ra như thế này cho nó. Nó sẽ ăn được cỏ. Cho nó ăn no đi xong tí mới được đi giảm và bà với em. Vâng. Dạ. Cho cỏ mà ăn. Vâng. Cho nó ăn hết cái cỏ này đã. Vâng. Kém. Vào nhà đi mẹ. Ừ. Đây đây mẹ đây đây. Này. Con cho bé nó ti đi để mẹ đi làm luống lên. Dạ vâng ạ. Để chồng sau. Dạ. Thế mẹ đi làm con cho cháu nó ti chắc cháu buồn ngủ rồi mẹ. Ừ. Mẹ. Ừ, mẹ trồng rau. Lúc nãy mẹ đi xin về rồi con ạ. Ủa mẹ nhặt ít cỏ lên ra xong tí mẹ trồng rau nhé. Ừ. Ừ.
trồng xuống chắc tốt lắm con ạ. Dạ vâng. Này có dày lắm không mẹ? Như thế là được. Chắc không dày đâu nhỉ. Đất này nó cũng ẩm mà. Cho thêm thuốc lên một ít nữa chị ạ, ít quá. Nhau đi anh. À, con. Chị nhá, cô nhá. Đây là anh này là anh làm công an xã. Cô với chị đang trồng rau à? Ừ. Vâng. Cô đang trồng rau. Rau. Khá lâu rồi em mới sang. Tết trong trên kia cũng nhiều việc quá nên là không được sang thăm hai mẹ con thôi. Mẹ thì tranh thủ có quà là mang cho chị với cún. Anh đi vào nhà uống nước ạ. Cô đây là quan hệ thế nào với mình? Đây là mẹ của em anh ạ. À. Vâng, ngày xưa thì chúng em còn nhỏ nên là mẹ em do gia đình khó khăn này, mẹ em đi làm thì không may mắn bị người ta lừa bắt cóc bán đi sang Trung Quốc ạ. À. Đến bây giờ mẹ em mới tìm được đường để về với con cái. Thế là về vừa về thế này là sau Tết về? Dạ mới về thôi ạ. À. Dạ vâng. Cô cũng mới về đến quê hương bây giờ đấy. Tết xong rồi mẹ em với chào cô nhé. Cháu là bạn của chị Thu ấy. Rồi tốt quá, cảm ơn quá. Cháu là đến đây thăm với gia đình, cảm ơn cháu rất là nhiều nhá. Nhưng mà hôm nào là chị là phải đưa cô lên ủy ban để nhé, báo với cơ quan nhé. Dạ vâng. Thế nên khai báo với chính quyền à? Vâng. Chắc là cái này thì mẹ em chắc cũng về chơi một thời gian thôi, chắc mẹ em cũng lại tiếp tục đi làm. Vâng, bởi vì mẹ em cũng bảo cũng đã xây dựng gia đình mới. Thế bây giờ cũng trời sắp tối thì em cũng tranh thủ là mình em hộ chị trồng rau này cho nó xong như vậy. Thế thì tốt quá, cảm ơn cháu rất là nhiều nhé. Cảm ơn cháu. Thế cảm ơn cháu rất là nhiều nhé. Thế cháu ở lại ăn cơm với gia đình nhé, xong là cô đi nấu cơm đây. Thôi cô không phải nấu đâu, cháu tí có việc rồi. Cháu ở lại đi, ở lại với gia đình nhà cô, may mắn lắm hôm nay mới có cháu đến chơi đấy. Thôi cô ạ, để hôm nào thì khi nào cháu vô trí sẽ báo cho chị là hôm nào cháu sang ăn cơm. Biết rồi, nhưng mà bây giờ hôm nay vẫn còn Tết nhất đấy, cô mấy khi cô được về đến nhà hôm nay. Lâu lắm rồi cô mới được về đến quê hương, về đến nhà thì năm nay cháu cứ ở lại đây nhé. Vâng. Này vui quá, cảm ơn cháu rất là nhiều hôm nay đã đến gia đình nhà cô chơi. Cứ ở lại đây đã. Không có gì đâu cô ạ. Vâng, thôi cô ạ, để hôm nào thôi. Anh ở đây ăn cơm, mẹ em đã có lời mời rồi thì anh ở đây dự bữa cơm với gia đình em đi. Thôi chị ạ, để hôm nào em ấy đó em sẽ báo cho chị. Còn hôm nay tối nay em cũng có việc rồi, hôm nay là bạn em có mấy bạn về chơi với. Là cô với chị thông cảm. Đã đến một chút thôi. À, ăn cơm rồi lúc trước đến nay là anh cũng giúp đỡ mẹ con em rất nhiều. Mẹ em có lời mời đến rồi, anh ở đây ăn bữa cơm với mẹ con em đi. Thôi vậy thì cháu em lại, không ở lại một lần. Tối nay nữa vâng, để thế tối nay em sang cơm với gia đình. Mẹ ơi, thế anh ấy đồng ý rồi, mẹ đi vào nấu cơm đi nhá. Thế là được vâng. Vâng. Để nấu cơm nhá. Các con ở đây là cứ nói chuyện đi nhá. Dạ vâng. Chồng rau. Thank you.
Các con làm việc chờ mẹ tí nhá, mẹ đi mua thức ăn đã. Dạ, vâng. Cô mẹ ơi, mẹ lấy xe đạp đi ạ? Ờ, tí nữa. Đến mua ít rau cho cô ba quả trứng lại ít đậu nhé. Ba quả trứng à? Ừ. Đậu nhé. Nhà cháu có rượu không? Có. Một ít rượu nhé. Cái này để gửi đây nha. Rượu thơm quá cháu nhỉ. Người mùi đã thấy sướng rồi. Cái này bao nhiêu tiền hả cháu? 28.000 cô gửi tiền nhé. Cô đi chơi về rồi à? Ừ, chồng hoa à con? Sắp xong chưa? Xong vào nhà đi. Vâng ạ. Tối rồi. Vâng. Bé ngồi rồi con. Ừ. Có mùi ngon rồi. Thèm quá. Nghe thấy mùi rượu là thấy sướng rồi. May quá. Còn cái các cậu kia về mới có lý do để uống rượu. Bắt đầu vào việc thôi. Nấu cơm thôi. Chuẩn bị uống rượu thôi. Hoa này là chị đi xin hay là mua đây chị? Hoa này đi xin thôi ạ. Giống đẹp hết. Vâng, hoa này nó cũng lợi đẹp. Khi nào nó phát triển thì chị cho em xin giống rồi nhé. Vâng. Khi nào nó ra hoa em phát tặng anh. Rồi. Đi vào hộ mẹ em làm cơm đi anh. Mẹ đi chợ mua được cái gì rồi ạ? Mẹ mua được là trứng này, đậu phụ này. Cô cần cháu phụ cái gì không ạ? Không cần đâu cháu ơi. Cháu cứ ngồi nghỉ ngơi uống nước đi, để cô khách làm. Uống nước mẹ. Xin. Mời chị uống nước nha. Dạ vâng. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lập gia đình chưa cháu? À, cháu năm nay cháu được 27 tuổi rồi ạ. Cháu vẫn chưa lập gia đình. À thế à? Vâng. Yeah. Thế cô về ăn Tết với chị ấy có lâu không hay là khi nào cô lại đi rồi? Ừ, cô cũng về được khoảng mấy hôm nữa. Xem là mẹ con chúng nó có ổn vào cô lại tiếp tục lại đi thôi. Thế bố mẹ cháu vẫn còn khỏe không? Dạ bố mẹ cháu khỏe ạ. Thế cháu tính khi nào cháu lập gia đình? Dạ cháu vẫn chưa tìm được
chưa ai ưng cô. À thế á? Vâng. Ôi. Thế thì nói chung là tuổi của cháu bây giờ nó cũng quá hơi quá lứa với còn các bạn cùng tuổi là hầu như là lập gia đình hết rồi. Ừ. Nên là thế rồi. Đàn cô thì... bố mẹ cháu cũng bắt lấy vợ nhiều hơn nhưng mà chưa tìm được mối nào. Thì mong cũng mong sao cháu tìm được một người hợp duyên hợp số thì cháu cũng nên xây dựng gia đình để cho bố mẹ không phải phải lo lắng ấy. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Vâng, cháu cũng muốn tìm một người chín chắn với lại biết làm ăn với lại yêu quý mọi người như chị đây chẳng hạn như. Nhưng mà hoàn cảnh của mẹ con nó bây giờ con đã có vâng. một đứa con nhỏ như thế thì chẳng nhẽ cháu lại ưng con gái của cô à? Cái này không nói chắc là gì cô ạ, à, vì cái duyên cái số này cô ạ. À. Cô thì nói chung thì vừa mới được giao tiếp với cháu thôi. Thì cô rất là ưng, cảm giác rất là quý cháu. Thì nếu mà duyên số của các cháu có thể đến được với nhau thì cô cũng cảm thấy rất là mừng. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Em nhắn ra bế cháu cho em giúp mẹ nấu cơm ạ. Ui ui ui. Nặng chế. Yêu quý mấy bác đấy nha. Cô ở bên kia là cô làm ở trong công ty hay là làm ngoài bố? Ừ, cô thì cũng làm nhà nông thôi cháu ạ. À. Công việc thì cũng vất vả lắm. Vâng. Bữa này nó nóng quá thì nó... Thế cô bên kia là cô lập gia đình chưa hả? Ừ, cô sang bên đấy thì lúc đấy thì cô cũng rất là khó khăn. Xong là cô gặp một anh cũng tốt tính nên là cô đã... chấp nhận là xây dựng gia đình với anh ấy. Thế là người mà anh ấy là người Việt hay là cũng hay là người Trung Quốc vậy? Anh ấy là người Việt, anh ấy sang cũng đi làm ăn. Nên là cô đã gặp anh ấy để anh ấy mới cứu cô ra rồi nên là cũng hai người cũng cùng nhau làm ăn nhưng cũng rất là khó khăn, kinh tế cũng không được dư giả gì đâu cháu ạ. À. Thế đợt này là cô về là mỗi cô về hay là cả chồng hả cô? Ừ, mỗi mình cô về thôi cô cháu ạ. À. Cũng rất là may mắn là cô năm nay cô mới làm được cái hộ chiếu nên là cô mới về được một chuyến để thăm gia đình và thăm các con. Các con của cô cũng rất là éo le, hoàn cảnh rất là khó khăn. Ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Ăn cơm. Ăn cơm nhá. Mời cháu ăn cơm nhá. Mời cả nhà ăn cơm. Con ăn cơm đi. Sáng nay chơi con làm phiền gia đình nữa làm cơm nữa. Có gì đâu cháu ơi. Hôm nay cháu đến nhà cô chơi có bữa cơm đạm bạc thôi. Chẳng có gì thiết đãi đâu nhưng mà muốn cháu uống rượu với cô một chén, một vài chén nhá. Vâng, cô ơi, thế rượu cháu có dùng được mấy đâu ạ? Không sao đâu. Mấy khi cô cháu mình gặp nhau. Rượu cháu tiểu lượng kém lắm. Uống à có được từng nào uống từng đấy. Vâng, vâng. Anh uống với mẹ em đi. Nào. Đây. Cô mời cháu nhé. Vâng. Trước tiên thì chúc cháu luôn mạnh khỏe. Vâng. Cô rất là cảm ơn cháu em đi đến. Vâng. Năm mới thì cháu thì mới nói gì đâu. Chúc toàn thể gia đình cô năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Vâng. Vâng. Cháu uống đi. Vâng, vâng, vâng. Ăn đi cháu, ăn đi hết. Dùng luôn. Vâng. Ngon, ngon. Nó
nước chấm đây chị ạ. Chị ăn cái này. Cô tự nhiên nhé. Cái này không phải đâu, nhường em đâu. Tự nhiên nhé, vâng. Con nhé. Vâng. Nào, con này ăn đi. Nào mẹ gắp cho. Ăn đi cháu ơi. Vui quá, hôm nay được cháu đến chơi. Cô mới có dịp để ngồi hàn huyên với gia đình mình. Mới có anh cứ ăn uống tự nhiên vâng đi nhé. Em cháu. Cho cháu ăn một tí. Thế đợt này cô về là có gặp khó khăn gì không? Cô thì cũng có dùng hộ chiếu về mới về được quê hương rồi. Hiện tại thì cô cũng chưa biết là chính quyền địa phương là có cách gì không, là cho cô ở lại không hay là. Cái này là nếu mà cô có hộ chiếu thì cần đâu, cô cứ lên xã làm báo là tạm cho tòa bắn rằng là để về để mình cháu biết ấy đấy, xuống có việc gì xảy ra thì phải cháu mới được không thì báo cho xã biết. Rồi ngày mai cô thế lên báo cáo với chính quyền là cô đã về đến địa phương. Cô mời cháu chén rượu đấy nhé. Mời cháu. Các chị không uống hả chị? Vâng, anh cứ tự nhiên là uống rượu với mẹ em cho cháu ăn một tí. Vâng. Uống đi cháu. Mời cô nhé. Vâng. Cháu uống đi, uống đi. Không sao đâu mà. Uống rượu tốt phết rồi nhỉ? Ngon mà. Ngon. Uống đi. Ôi vâng. Cô hết rồi đấy, hết sạch rồi đấy. Nào uống đi. Chứ, bắt tay nhau cái nào. Cảm ơn cô nhé. Cảm ơn cháu nha. Đợt này rót đầy cho cháu nhé. Uống với cô. Rót bình thường thôi. Uống đầy vào với mình sảng khoái người chứ cháu ơi. Cháu ơi, uống với cô một chén đấy nhé. Uống nhiều thế thì cháu ơi không về đấy cô ạ. Không sao cả, đường đi dễ thôi, không sao. Mời cháu chén đấy nhé. Hết nhá con nhá. Ôi, đây rồi, cho đây không? Cho đây, lâu lắm rồi cô không được xích. Hôm nay là phải say. Say tới bến luôn. Làm tới bến luôn nhá. Ôi cháu thế thôi, tí cháu còn không may là có việc gì là xảy ra là cháu còn đi làm. Không sao. Sẽ không sao nhá. Không sao nhá. Nào. Thôi con cháu không nổi. Thôi mẹ ơi, mẹ cũng say rồi, anh cũng say rồi, mẹ không ép anh đi uống mẹ nữa ạ. Mẹ không sao. Ôi cô mày uống chén đi nữa. Cháu uống nốt chén hay là nào. Thôi đi mẹ. Cháu mình ăn cơm đây. Anh ấy say rồi thì thôi, mẹ cũng say rồi không uống nữa ạ. Dài lắm. Cảm ơn cháu. Nữa nhá. Thôi cô ơi, từ rồi cô ơi. Thôi con rót nữa, cháu không rót sống. Mẹ ơi, không có nữa mẹ. Anh ấy say rồi mà, anh ấy bảo không uống được nữa. Thôi mẹ đừng ép anh đấy nữa. Tí nữa anh ấy còn đi xe cổ. Cháu, xin phép cháu cũng không không mua được rồi chứ ý cháu không về được đấy. Thôi mẹ ơi, mẹ đừng ép anh đấy nữa thì anh về còn đường sẽ đi thế? Xe nữa mẹ lại uống thế. Sao mẹ say rồi mà mẹ không uống nữa mẹ ơi, không uống nữa ạ. Cho anh ăn cơm đi anh ơi. Thôi mẹ, anh ấy say rồi, mẹ đừng cho anh uống nữa. Uống với cô một chén nữa nào. Nào uống, hôm nay lâu lắm rồi cô mới được uống và được vui như thế. Nào uống với cô một chén. Thôi mẹ ơi, mẹ say rồi, mẹ không uống nữa. Anh ơi, anh say rồi thì anh không uống được thì thôi anh ạ. Uống đi, uống với cô một chén nữa. Uống. Ui giời. Cháu say béo lên cô ạ. Cảm ơn cháu.
Rất cảm ơn cháu hôm nay đến đây với gia đình cô để ăn bữa cơm. Cuộc đời cô khổ lắm cháu ạ. Khổ lắm. Mẹ ơi, thôi mẹ say rồi, hay mẹ lên giường nghỉ đi mẹ. Không, mẹ không sao, mẹ không sao. Mẹ say lắm rồi, anh ơi. Mẹ thương anh, con lắm. Con gái của mẹ. Anh không say, anh hội. Con gái của mẹ khổ lắm. Đưa mẹ em lên giường cháu nghỉ. Cháu ơi, con gái của cô. Mẹ em say rồi ạ. Nỗi lòng của người mẹ khi về thấy đứa con gái nó như thế. Mẹ ơi, mẹ say rồi, mẹ lên giường nghỉ đi mẹ. Ôi, cô đi nghỉ à? Cô khổ tâm, khổ. Đi mẹ ơi, mẹ lên giường nghỉ đi mẹ. Mẹ thương con. Gia đình không được trọn vẹn. Mẹ say rồi mẹ, vào giường nghỉ đi mẹ. Cô nghỉ đi. Mẹ nghỉ đi mẹ ơi. Con ơi. Dạ. Mẹ nghỉ đi mẹ. Con gái của mẹ. Đời mẹ đã khổ rồi, đến đời con cũng khổ thế này. Không trời sao đâu mẹ. Mẹ sai rồi, mẹ nghỉ đi. Mẹ mình nhắc lại đến chuyện cũ làm gì nữa. Con cũng cảm thấy buồn lắm. Mẹ sai rồi thì mẹ nghỉ đi mẹ nhé. Cuộc mẹ... đời cũng của mẹ cũng khổ rồi mẹ... cuộc sống của mẹ con cũng khổ rồi, như mẹ sao đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ sai rồi. Mẹ không muốn như thế đâu. Mẹ sai rồi, mẹ nằm lúc đây nghỉ đi mẹ. Mẹ khóc rồi, mẹ đừng buồn nữa. Con buồn lắm mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa mẹ. Con thì buồn lắm mẹ ơi. Bảo cô bình tĩnh anh. Con mẹ không khóc nữa mẹ. Mẹ không muốn con gái mẹ khổ như thế đâu. Vâng, được rồi mẹ. Mẹ ơi, mẹ nghỉ đi. Mẹ đừng khóc nữa. Đến đời con cứ vẫn khổ như thế. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Mẹ nỗi lòng của một người mẹ. Mẹ không muốn cho con gái cho con gái. Con chắc cũng buồn rồi, em cũng xin phép đi. Em cũng say ấm rồi. Anh ở lại ăn cơm đi ạ. À? Em cơm em cũng buồn, em cũng muộn rồi chị ạ. Em say lắm rồi, em cơm. Cũng xin phép là. Thôi về. Anh ăn cơm đi ạ. À? Em đùa. Bây giờ anh về đi có được không ạ? Được, được. Vâng, anh đi cẩn thận nhá. Vâng. Xe cộ để anh đi từ từ đây nhá. Vâng. Về đến nhà. Đây cũng cưng. Em xin phép luôn. Xin chào anh ạ. Vâng. Anh về đi cẩn thận nhá. Chị cứ vào nhà.